Các bạn, sau đây linh kiện laptop linh kiện 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo nắp và thay màn hình của máy HP ProBook 450G0. Thì con này nó cũng giống như là con HP 450 ProBook 450G1. Thì để thay màn hình cho máy này thì đầu tiên là ta phải tháo pin ra rồi. Công việc tháo pin là tránh trong quá trình mình làm nó bị chập cháy. Để tháo được màn hình của máy HP 450 ProBook này thì ta sẽ tháo cái viền B của nó ra trước này. Đấy. Thì trước tiên tháo viền B của nó thì ta phải tháo hai con ốc ở cái đáy này ra. Này tháo ra. Xong sau đó là ta sẽ bóc cái nẹp mặt B này ra. Đấy. Nhưng mà theo đúng như kỹ thuật mình làm ấy thì để bóc cái nẹp bên này ra thì ta phải tháo hai cái trục đây ra nữa này trước nhá, để ta lên tháo trước ra để khi mà mình bóc cái mặt bên này ra nó không bị bung ốc đằng sau. Đây. Thì để tháo được cái mặt này ra thì đầu ta cứ bóc cái viền bên này ra, bóc ra để đấy thôi mà chưa tách được viền bên ra ngay đâu. Đây. Cái viền B này ta bóc theo quy tắc là để bóc từ trong ra ngoài. Đây. Đây, như vậy là bị vướng vào cái trục phải vướng trục trái này. Ta phải bóc và đẩy cái trục trái và trục phải ra đã. Đây. Ta kiểm tra xem nó bị vướng vào đâu. Chắc nó bị vướng vào cái phần cáp gì đó thôi. Ta chú ý. Rồi ta để đây đã. Tháo cái phần này trước. Tháo ra rất dễ này, cái này mình biết là nó vướng ở đâu. À đây, cái gờ nhựa nó bị vướng vào đây. Nên là không lôi ra được. Chính là cái gờ nhựa này. Đây. Cái gờ nhựa này nó bị bung ra và nó bị vướng vào chỗ đấy. Tí nữa không sao, cái vấn đề này ta sẽ cho một chút keo vào thôi, nó tự giữ này được. Đây. Đây, keo đây. Thank you.
vậy người ta đã bóc được mặt B ra này. Đấy. Rồi ta sẽ tháo mặt A, ta tháo tách cái màn hình này ra khỏi mặt A. Và màn hình được giữ về mặt A bởi 4 ốc 1, 2, 3, 4. Có cái phần cáp camera ở đây. Cái trường hợp này ta không nhất thiết phải tháo để nguyên cáp camera như vậy cũng được. Rồi ta sẽ tháo cái cáp của cái màn hình này. Để tháo được cáp màn hình thì ta sẽ tách cái phần băng keo này lên. Như vậy là phần băng keo này được dán khá là chắc. Rất chắc. Ok. Đây. Để gỡ được cáp ra thì ta sẽ nâng phần giữ cáp lên này. Đấy, nâng phần giữ cáp lên và đẩy về sau. Rồi. Ta tranh thủ làm sạch cái phần tiếp xúc cáp đi. Thì là cái phần tiếp xúc cáp này nó cái này mình quay sát vào. Bây giờ cách lắp cáp màn hình vào trong màn hình ấy, thì ta quan sát là trên cáp nó có hai điểm chấm này, một hai điểm chấm này, hai, và trên màn hình thì cũng có hai điểm chấm này, một hai. Đây là hai cái phần đánh dấu để khi mà ta hiểu là khi mà ta lắp kịch vào rồi thì cái chấm này, hai chấm này nó trùng vào hai cái phần chấm này. Đấy. Rồi ok. Ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp cáp vào. Thế này ta sẽ lắp kịch vào. Gỡ ra này. Đấy. Đấy, lắp kịch vào. Rồi. Khi lắp kịch rồi ta sẽ đẩy cái phần giữ cáp xuống này. Đúng vị trí của nó. Đấy. Ta bắt đầu với dán băng keo lên. Thêm một miếng băng keo ở lớp trên nữa. Mục đích là để cho cái cáp nó cố định hơn, tránh tối đa việc cáp bị di chuyển sọc sạch. Rồi, như vậy là màn hình không bị chập chờn với cáp nữa. Như vậy là màn hình đã lên rồi. Vừa rồi là có hai cái phần này nó bị tung ra, ta sẽ phải tính nó lại thôi. Để nó khô lại.
ta tiến hành lắp lại ốc. Đây. Trong quá trình lắp ốc thấy chặt chặt là biết được con này là sai cỡ ốc này. Đây, con ốc này là cỡ của nó nhỏ hơn. Và thêm một con này nữa. Bây giờ ta sẽ đi lại dây. Dây này sẽ ở dưới đấy. Dây này ở dưới. Thì chắc chắn người ta sẽ kiểm tra lại. Đúng rồi, dây này sẽ là ở dưới. Đúng rồi. Rồi. Trước khi lắp hai cái phần trục này, ta sẽ đưa cái phần mặt B vào trước đã. Rồi. Sao bạn? À chưa, mình chưa bóp nên tí nhá. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi trước đã. Ok. Rồi. Đây. Vào đây. Bây giờ ta tiến hành lắp trục xung quanh cái màn hình này, trục bên trái trước này. Đây. Kiểm tra xem có bị vướng gì không. Đây, bạn nên dính cái dây. Cái trục này khi mà lắp vào đây thì rất bị dễ vướng hai cái dây. Ta sẽ phải quan sát lại hai cái dây làm sao cho hợp lý. Khi mà đẩy vào nó đỡ không bị vướng thì sẽ vào được thôi. Trong quá trình mình ngửa màn hình ra thì nên cầm ở giữa màn hình ngửa, chứ đừng cầm ở chỗ này ngửa nó dễ bị bung ra. Sẽ vướng dây. Cứ giữ đừng nhìn đấy. Chưa biết con đang nhìn nào. Chưa nhìn thế nào.
Tiếp là trục tiếp thứ hai này. Lực nó tác động cũng nhẹ nên không sao cả. Bây giờ ta sẽ lắp lốt hai cái nhọn ốc ở bên đây này. Rồi, như vậy là việc tháo lắp và thay màn hình cho laptop HP ProBook 450G01 đã hoàn thành. Để biết thêm thông tin chi tiết về màn hình thì mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website bàn phím laptopviet.vn hoặc là fanpage linh kiện laptop linh kiện 100. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.